Cùng với bộ đôi Mazda CX5 và CX8, cặp SUV Kia Sotter và Sorento cũng được giảm giá trong tháng 4 này. Hầu hết các phiên bản đều được điều chỉnh giá 15 đến 30 triệu. Đây là đợt điều chỉnh giá bán thứ hai của Kia Việt Nam trong năm 2024. Trước đó vào tháng 1, có 4 mẫu xe được Kia điều chỉnh giá bán gồm Sorento, Sotter, Celtis và Keres. Trong đó, Sotter và Sorento được giảm giá. 1. Kia Sotter giảm 20 đến 30 triệu hầu hết các phiên bản của Sporter đều được giảm giá. Riêng hai phiên bản Sorter Signature và D Signature x vẫn được giữ nguyên giá. Giá ưu đãi mới cho các phiên bản. Bản G Luxury giá mới 779 triệu giảm 20 triệu. Bản G Premium giá mới 799 triệu giảm 30 triệu. Bản G Signature x Line giá mới 899 triệu giảm 20 triệu. Bản G Signature giá mới 919 triệu giảm 20 triệu. Bản Signature AWD x lai giá mới 999 triệu giảm 20 triệu. Bản Signature AVFD giá mới 994 triệu giảm 20 triệu. Những phiên bản còn lại đều có mức giảm dao động từ 20 đến 30 triệu. Qua đó, chính sách mới kéo giá khởi điểm của dòng SUV hạng C này xuống còn 779 triệu. Với lần điều chỉnh này, Sporter là trở thành mẫu SUV hạng C có giá bán thấp thứ 4 phân khúc. Vị trí này trước đó thuộc về Fort Territory. Mẫu xe cũng vừa điều chỉnh giá bán gần đây. Hiện tại, ba mẫu xe có giá khởi điểm thấp hơn Kia Sportage là MG HS giá từ 699 triệu, Mazda CX5 giá từ 749 triệu và Hyundai Tucson giá từ 769 triệu. Ra mắt thị trường từ tháng 6 năm 2022, Kia Sportage gây ấn tượng với thiết kế khác biệt số đông, cùng nhiều công nghệ tiên tiến nhất trong phân khúc CSUV. Nội thất xe hiện đại với cặp màn hình đặt trung mặt kính Điểm nhất tiếp theo trên Sorter phải kể tới gói công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động ADAS. 2. Kia Sorento giảm 15 triệu. Toàn bộ các phiên bản chạy xăng và dầu của Kia Sorento đều được giảm 15 triệu. Trong khi đó, hai phiên Hybrid vẫn được giữ nguyên giá bán. Giá ưu đãi mới cho các phiên bản. Bản D Luxury giá mới 964 triệu. Bản D Premium giá mới 1 tỷ 134 triệu. Bản D Signature 7S giá mới 1 tỷ 154 triệu bản D Signature 6S và 7S nâu no giá mới 1 tỷ 184 triệu. Bản G Premium giá mới 1 tỷ lẻ 34 triệu. Bản G Signature 6S và 7S nâu no giá mới 1 tỷ 134 triệu. Sau khi giảm giá, Kia Sorento de Luxury có giá bán 964 triệu. Giá bán này tuy chưa thấp hơn Mazda CX-8 giá 939 triệu nhưng thấp hơn so với Hyundai Santa, phê giá 1 tỷ lẻ 29 triệu. Với lần điều chỉnh giá này, Kia Sorento đứng trước cơ hội để trở thành một trong ba mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc tháng tới. Trong tháng 2, mẫu SUV hạng D nhà kia chỉ bán được 33 chiếc, xếp thứ 5 phân khúc. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, tổng doanh số Sorento mới chỉ đạt 92 chiếc. Đối thủ mà Kia Sorento có khả năng vượt qua nhất trong tương lai gần chỉ có Toyota Fortuner. Trong tháng 2, mẫu xe này chỉ bán được 86 chiếc. Tổng doanh số cộng dồn đạt 149 chiếc khoảng cách trên không quá lớn để Kia Sorento có thể vượt qua. Dẫu vậy, đối thủ cũng có những chính sách ưu đãi riêng để thúc đẩy doanh số bán hàng. NN